chào quý vị đã đến với bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam. Bản tin pháp luật được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Bản tin pháp luật tập trung lý giải về các vấn đề về thời sự nóng trong ngày, trong tuần, trong tháng, nhằm giúp khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác, đúng đắn ở góc độ thượng tôn pháp luật. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin kỳ trước, liên quan một doanh nghiệp găng tay y tế bị đối tác Mỹ tố cáo chiếm dụng vốn lên đến hàng triệu đô. Bản tin pháp luật của truyền hình báo pháp luật Việt Nam đã tiếp tục nhận được thông tin về những thông tin từ nhiều cơ quan truyền thông đã nêu đích danh những sai phạm của công ty cổ phần sản xuất vật tư y tế Super Antibacterial Mask trong lĩnh vực găng tay y tế. Theo website haiquanonline.com.vn, ngày 9 tháng 9 năm 2020 nêu rõ, Công an Long An đã tạm giữ 248.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra đột xuất chi nhánh công ty cổ phần sản xuất vật tư y tế Super Antibacterial Mask, địa chỉ đường số 2 khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An, lực lượng chức năng phát hiện 248.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua làm việc, người đại diện chi nhánh công ty cổ phần sản xuất vật tư y tế Super Antibacterial Mask khai nhận số găng tay y tế trên chi nhánh không sản xuất mà mua lại của các đơn vị khác để đưa về kinh doanh. Đặc biệt, dù là cơ sở sản xuất thiết bị y tế, nhưng người đại diện không trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế do ngành y tế cấp. Tiếp theo, vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, báo longan.vn có bài viết có tiêu đề "Đẩy mạnh đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại". Bài viết nêu vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, Quản lý thị trường phối hợp với Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra đối với chi nhánh công ty cổ phần sản xuất vật tư y tế Super Antibacterial Mask, địa chỉ ở khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại kho hàng chứa 248.000 chiếc găng tay y tế nhãn hiệu anti-covid, không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Thượng tá Nguyễn Quốc Cường, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết, đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số găng tay y tế trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó, khoảng 2 tháng, ngày 4 tháng 12 năm 2020, trên hatinhtv.vn đăng tải về nghi vấn đường dây tuồn găng tay y tế cũ vào Việt Nam. Bài viết nêu, chiều ngày 3 tháng 11 năm 2009, đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu kiểm tra thực tế hai container của công ty Super Antibacterial Mask có sự chứng kiến của ông TDT là nhân viên công ty này. Ở container thứ nhất, tờ khai hải quan của công ty ghi hàng hóa là găng tay cao su không bột, size M, không nhãn hiệu, dùng trong sơ chế thực phẩm và ngành làm móng, nail. Hàng mới 100%, số lượng 2,7 tấn, xuất xứ Malaysia. Thực tế là găng tay cao su không bột, găng tay nghi ngờ dùng trong y tế, đồng nhất, số lượng 2,7 tấn, xuất xứ Malaysia. Ở container thứ hai, tờ khai hải quan ghi hàng hóa là găng tay cao su không bột, size M, dùng trong sơ chế thực phẩm và ngành làm móng nail, hàng mới 100%, số lượng 9,3 tấn, xuất xứ Malaysia. Thực tế là găng tay cao su không bột, găng tay nghi ngờ dùng trong y tế, không đồng nhất, nhiều màu, số lượng 9,3 tấn, xuất xứ Malaysia. Về nội dung này, trong số báo ra ngày 5 tháng 12 năm 2020, báo Thanh Niên cũng nêu rõ trong bài viết nghi vấn đường dây tuồn găng tay y tế cũ vào Việt Nam, xác định 4 container găng tay không đúng như khai báo. Báo Thanh Niên nêu thông tin qua kiểm tra ban đầu, 4 container lô hàng găng tay của công ty Super Antibacterial Mask và công ty Sài Gòn Trading Group đều không đúng như khai báo. Các loại găng tay không đồng đều, nhiều nát, có chất bẩn, nghi ngờ găng tay y tế đã qua sử dụng. Găng tay của hai doanh nghiệp này nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia với tổng số lượng 41.789 kg. Tiếp tục, ngày 8 tháng 12 năm 2020, tạp chí điện tử Kinh tế Nông thôn cũng đăng tải thông tin về vụ nhập khẩu 32 tấn găng tay y tế nghi ngờ đã qua sử dụng. Tạp chí này nêu rõ, phòng PC05 cũng đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hai container hàng của công ty cổ phần sản xuất vật tư y tế Super Antibacterial Mask, địa chỉ đăng ký trụ sở chính tại 61 đường N8, khu điều chế Chamona City, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này khai báo hải quan hai container hàng nói trên gồm găng tay cao su không bột size M, không nhãn hiệu, dùng trong sơ chế thực phẩm và ngành làm móng, nail, hàng mới 100%, xuất xứ Malaysia, số lượng 12 tấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện găng tay cao su không bột, găng tay nghi ngờ dùng trong y tế, không đồng nhất, nhiều màu, hiện khoảng 32 tấn, nghi ngờ là găng tay y tế đã qua sử dụng, đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình pháp luật sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận về doanh nghiệp găng tay y tế bị đối tác Mỹ tố cáo chiếm dụng vốn lên đến hàng triệu đô trong các phóng sự tiếp theo. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam vui lòng gửi về
Bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra, quý vị có thể gửi thông tin về email bantinpháp luật.vietnam@gmail.com. Đồng thời, quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp Tổ tư vấn luật Bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam tất cả các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính.